Xin chào mọi người, trong cái video ngày hôm nay là bên phía công ty xuất nhập khẩu máy nông nghiệp Minh Hiển xin phép được giải đáp thắc mắc của một số anh chị về cái sự khác nhau giữa cái dòng L5018 nội địa Thái Lan với L5018 dành cho thị trường Việt Nam. Thì nếu mà nhìn về cái ngoại quan bên ngoài á thì gần như là nó sẽ giống nhau hết, nhưng mà nó sẽ có một cái số chi tiết khác nhau. Thì ngày hôm nay là mình xin phép được chia sẻ với các anh về cái cách mà nhận biết, nhìn vào một cái thì có thể biết được cái sự khác nhau giữa hai dòng Kuta L5018 phiên bản SB nội địa Thái Lan với L5018 VM phiên bản của Việt Nam để cho thị trường Việt Nam. Thì cái điểm đầu tiên mình nhận biết được á thì chính là cái gương này, cái gương chiếu hậu. Thì tại vì bên Thái nó chạy bên trái nên bắt buộc cái gương chiếu hậu phải gắn bên lắp bên phải, còn bên Việt Nam mình á thì chạy bên phải nên cái gương chiếu hậu sẽ được lắp ở bên trái. Cái đó là một cái điểm nhận dạng đầu tiên. Thì cái điểm nhận dạng thứ hai á của mọi người, của sự khác nhau giữa hai dòng á, thì đó chính là cái mặt nạ này, chính là cái mặt nạ này, cái mặt nạ trước của con L5018. Thì cái phiên đối với phiên bản Thái Lan là cái mặt nạ trước này nó sẽ có một cái lõm như thế này, nó sẽ có một cái lõm như vậy. Còn cái phiên bản của Việt Nam á thì nó sẽ không có lõm vậy, nó sẽ phẳng từ trên xuống dưới luôn. Đó là một cái điểm nhận dạng thứ hai của thằng giữa hai thằng. Còn cái điểm nhận dạng thứ ba thì thường á, phiên bản mà 5018 mà nội địa của Thái Lan á, thường nó sẽ có luôn cái tay cầm bên phải như thế này. Còn cái phiên bản của Việt Nam là nó sẽ không có cái tay cầm này. Thường thì mấy anh chạy con 5018 mà bản Việt Nam á, thường là hay mua cái tay cầm này gắn lắp thêm. Thì đối với bản Việt Nam á, tuy là nó không có cái tay cầm này á, nhưng mà nó vẫn có hai cái lỗ ốc ở đây, nên chỉ cần mua thêm cái tay cầm gắn vô là xong. Còn một cái điểm nhận dạng nữa thì nó nằm ở đây, nó nằm ở ngay chỗ này. Cái phiên bản của Thái Lan á, ngay cái chỗ mà cái mặt này á, nó sẽ được giác xuống, nó sẽ được giác lõm xuống như vậy. Nó sẽ được giác lõm xuống như thế này. Còn cái phiên bản của Việt Nam á, là ngay chỗ này là nó sẽ phẳng luôn. Nó không có được giác lõm xuống như vậy. Nó sẽ phẳng, nó phẳng tựa như là như cái này. Nó sẽ phẳng tựa như cái trục bánh trước như vậy. Đó đối với cái phiên bản L5018 VM phiên bản của Việt Nam. Còn một cái điểm nhận dạng tiếp theo nữa thì cái điểm nhận dạng này thì nó cũng hơi khó một xíu, thì đó là cái chỗ mà cái tăng nhanh chậm như thế này. Thì đối với phiên bản mà L5018 mà SB được sản xuất năm 2020 trở về sau á, thì cái tăng nhanh chậm này là nó sẽ bị ngược lại so với phiên bản của Việt Nam. Thì bây giờ hiện tại là cái tăng thỏ ở trước, tăng gỗ ở sau, tại vì cái dòng máy này được sản xuất năm 2021 nên nó tăng thỏ nó ở trước và tăng gỗ ở sau. Cái dòng năm được sản xuất năm 2020 thì nó vẫn tương tự như vậy. Nhưng mà đối với cái phiên bản mà nội địa Thái Lan được sản xuất mà năm từ 2019 trở về trước á, thì cái tầng nhanh chậm này nè, nó sẽ giống như phiên bản của Việt Nam luôn, là gùa ở trước và thỏ ở sau, nó sẽ giống như phiên bản của Việt Nam luôn. Nhưng mà lưu ý một điều rằng á, là từ năm 2020 trở về sau, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 á, thì cái tầng nhanh chậm này á, thì nó sẽ bị ngược lại so với cái phiên bản của Việt Nam. Phiên bản của Việt Nam á, cái tầng nhanh chậm này hiện tại bây giờ là gùa ở trước và thỏ ở sau. Đó là một số cái điểm nhận dạng cái sự khác nhau giữa hai cái con máy nội địa Thái Lan và hàng được sản xuất cho thị trường của Việt Nam. Ngoài ra mà để có thể biết được rõ hơn về cái con máy này á, là hàng nội địa của Thái Lan hay là cái hàng phiên bản Việt Nam hoặc là hàng của bên thị trường Campuchia mà được
dựng thành cái hàng nội địa của Thái Lan đó, thì bắt buộc mình cần phải tham khảo tới một cái vấn đề nữa, đó là cái giấy xuất xưởng. Giấy xuất xưởng thường là những cái con máy mà nội địa của Thái Lan á. Đối với những cái con máy mà không thể nào xuất ra được những cái tấm giấy mà xuất xưởng á, chứng minh đó là những con máy mà dành cho thị trường nội địa của Thái Lan á, thì khả năng phần trăm cao sẽ là những con máy được lấy từ bên thị trường ở Campuchia về Việt Nam và phân phối lại. Máy của Thái Lan hiện tại bây giờ nó đang rất là đa dạng, và có những cái con máy, những con máy dựng và những cái con máy có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Thì khi mà mình tìm đến những cái con máy của hàng nội địa của Thái Lan á, mình nên nghiên cứu kỹ một xíu, mình nên xem máy kỹ một xíu và trang bị cho mình một ít cái kiến thức để lúc mà mình đi mua máy, để tránh những cái trường hợp mà nhầm lẫn khi mình mua nhầm một cái con máy không phải hàng nội địa của Thái Lan. Thì với cái số tiền bỏ ra rất là lớn, thì cái chi phí đấy thì nó với chi phí đó mà mình không lấy ấy, mình không mua được đúng một cái con máy chuẩn hàng nội địa Thái Lan thì nó rất là thiệt cho mình. Vậy với một phần nữa, khi mà mình mua máy cũ là mình phải xem với cái tình trạng của con máy. Ví dụ như là cái con máy này là máy qua sử dụng, nhưng mà hàng lướt, thì mình phải xem cái tình trạng là cái màu sơn, cái động cơ với cái hộp số, với lại cái màu sơn tổng thể của nó thì nó có đồng đều hay không thôi. Rồi có những cái con máy thì màu với cái số giờ chạy đó, nhưng mà cái màu sơn động cơ lại một màu, và màu sơn của cái hộp số ở sau thì lại một màu. Ví dụ như con này là cái lọc thủy lực của nó là vẫn còn zin chưa thay, và cái lọc động cơ thì đã thay rồi. Với lại mình xem một phần nữa là mình xem cái tổng thể của con máy nó có đồng đều nhau về cái độ xuống màu nó không, vì để tránh trường hợp mình mua lầm những cái con máy mà dựng lại, thì mình nên xem xét kỹ xíu về những cái chi tiết liên quan đó. Thì đó là chia sẻ về cái sự khác nhau giữa hai dòng máy L5018HB nội địa của Thái Lan với L5018VM, cái bản sản xuất cho theo tiêu chuẩn của thị trường của Việt Nam. Thì nếu anh chị nào có những cái thắc mắc nào khác thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình để nhân viên bên phía chúng em được có thể hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Hoặc là anh chị có những cái câu hỏi nào á muốn em làm trong cái video sau á, thì hãy comment ở dưới cái video này, thì video sau thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho những cái anh chị về những cái sự khác nhau giữa hai dòng máy nội địa Thái Lan và dòng máy được sản xuất theo tiêu chuẩn của thị trường của Việt Nam, hoặc là giải đáp về những cái thắc mắc về cái cách chọn những cái nông cụ những cái dàn sới, những dàn sới như thế này sẽ phù hợp cho những cái con máy nào. Thì anh chị hãy comment ở dưới để trong cái video sau em sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó. Hoặc là nếu nhanh nhất thì anh chị hãy gọi vào cái số điện thoại bên dưới màn hình, thì nhân viên bên phía công ty của chúng em sẽ hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị một cách nhanh chóng nhất.